Điều quan trọng nhất làm nên sức hấp dẫn của một chuyến đi phải kể đến, đó chính là sự trải nghiệm. Khám phá một vùng đất mới sẽ khiến bạn mở mang tầm mắt, biết thêm nhiều thứ, thế giới của bạn sẽ trở nên rộng mở, phong phú hơn. Với mong muốn nâng cao chất lượng trải nghiệm cho các khách hàng của mình trong mùa tour 2020-2021, Oxalic Adventure đã triển khai nâng cấp một số vấn đề về cơ sở vật chất, tổ chức khóa đào tạo thường niên, nâng cao các kiến thức kỹ năng an toàn, chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên. Mùa đông năm nay, bạn sẽ không cần phải lo ngại về vấn đề nhiệt độ hạ thấp khi tham gia tour nữa, vì chúng tôi sẽ chính thức bổ sung Jungle Steam Bath vào các hành trình thám hiểm Tú Làn, Hang Tiên. Jungle Steam Bath được tạo nên từ những bộ phận có thể tháo rời để dễ dàng vận chuyển vào và ra ở các điểm cắm trại. Các bộ phận chính bao gồm nồi hơi, hệ thống ống dẫn nhiệt và liều sông hơi. Sau khi bỏ các loại thảo mộc như gừng, sả và tinh dầu vào nồi hơi và đun nóng bằng than, hơi nước sẽ đi qua hệ thống ống dẫn vào liều sông. Nhiệt độ trong lều sẽ dao động từ 40 tới 50 độ C. Từ nay, khi về đến các bãi cắm trại vào buổi chiều, bạn có thể trải nghiệm cảm giác sông hơi trong liều kín, giúp bạn giải tỏa căng thẳng và làm ấm cơ thể sau một ngày dài khám phá. Bắt đầu mùa tour mới này, đầu bếp Oxalic được đào tạo nâng cao tay nghề để đảm bảo cho các bạn có những bữa ăn ngon, chất lượng giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ. Qua khóa huấn luyện cùng những chia sẻ thiết thực từ khách mời nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt, đội ngũ Oxalic đã có thêm kiến thức về nhiếp ảnh, nâng cao kỹ năng chụp hình cho khách, qua đó có thể hỗ trợ các bạn ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ mọi lúc mọi nơi. Sau một thời gian nghiên cứu, Oxalic đã cải tiến nâng phần bì đỡ lên 10cm so với bề mặt khung kim loại, để khi sử dụng, đùi không chạm vào khung sắt màu xanh bên dưới, tạo cảm giác thoải mái vào mùa đông, đảm bảo trải nghiệm của khách hàng khi trực tiếp sử dụng. Hiện tại, tất cả các tour của Oxalic đã được trang bị nhà vệ sinh mới này. Và một điều đặc biệt hơn nữa là trong mùa tour mới này, khi tham gia tour thám hiểm Hang Va 2 ngày, bạn sẽ được nghỉ dưỡng một đêm tại trại lập Farmstay trước ngày đi tour. Và trong tour thám hiểm Tú Làn 4 ngày, bạn sẽ được đưa đón 2 chiều đồng hới Phong Nha và được nghỉ dưỡng tại trại lập Farmstay trước và sau tour. Trại lập Farmstay là một nơi tuyệt vời tại mảnh đất Phong Nha tươi đẹp. Bên cạnh không gian thoáng đãng và thân thiện với môi trường, trại lập Farmstay còn đem đến cho quý khách những trải nghiệm thơ mộng trên sông nước hay một chuyến xe đạp du ngoạn vòng quanh làng quê Phong Nha. Với thông điệp The Oxalic Experience là cho dù bạn là ai, bạn làm ở vị trí nào thì hãy làm những điều tốt nhất cho du khách trong tất cả mọi điều kiện hoàn cảnh, và bạn chính là người lan tỏa tinh thần Oxalic. Hy vọng rằng với những cải tiến và nâng cấp trong mùa tour mới này sẽ mang đến cho các bạn sự tiện nghi và sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ tour. Hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần nhất.